Hello, cơ sở lưới Phong Tuấn xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình đi răng lưới để bắt cái bầy bồ trao ở trong vườn tràm này. Tại vì chiều hôm qua mình để ý có bầy bồ trao nó bay ngang qua đây rất đông. Thì mình quyết định này quyết định răng một tấm lưới cao 12m, 9 dây 8 túi, mắt lưới là 8 phân nha anh em. Nay mình quyết định bắt cái bầy bồ trao này. Đó. Bên mình là bán tất cả các phụ kiện và lưới bẫy chim nha anh em nhé. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ với cửa hàng bên mình. Cước bên mình làm cước thái 100% cho anh em nhé, 100% cước rủ thái cho anh em. Nên là anh em đi đánh bẫy cứ yên tâm chất lượng lưới của bên mình nhé. Đảm bảo với anh em là cước thái 100%, không bao giờ chim vào không bao giờ bị rách nhé anh em nhé. Chim không bị rách, bị sảy được. Đây, anh em nhìn đây mắt lưới bên mình đây. Đây là mắt lưới, là mắt lưới 8 phân nha anh em. Nào. Bao chạy mắt cho anh em này. Mình lấy bao con tay mình căng hết cỡ cái tay này, gồng hết tay này, không chạy mắt cho anh em nhìn này, không bao giờ chạy mắt. Đó. Và không rách không đứt nha. Bởi vì dù thái 100% rất bền bỉ cho anh em nhé. Đó. Cái này đánh đi đánh cơm thì các anh yên tâm về chất lượng bên cơ sở lưới mình nhé. Đó. Túi này anh em nhớ răng lưới anh em phải để cái túi cho dùm mình nhé. Cái túi mình răng phải để cao nhất một chút để cho nó bảo đảm an toàn cho cái lưới nhá. Này, cái túi lưới mình để ít nhất là hơn một găng tay đi. Ai chưa dành để một ít nhất một găng tay cho mình vậy. Đấy, một găng tay túi lưới để vậy cho anh. Để cho chim bay vào chim chỉ dính nhất lưới chỉ dính thôi, không phải chạy được nhá. Bên mình có bán đầy đủ lưới chim ngày chim đêm cho anh em nhá anh em. Mắt lưới từ 3 phân đến 8 phân cho anh em. Chim bẫy đủ các loại chim ngày chim đêm đầy đủ hết anh em nhá. Và bao nhuộm màu tàng hình theo yêu cầu. Đấy, anh em muốn nhuộm màu tàng hình như thế nào, màu cỏ như thế nào cứ báo bên mình sẽ nhuộm theo ý của anh em. Và chiều cao của anh em mình của bên mình là cao từ 12m này, 7m này, 5m này. Đó. Chiều dài thì làm theo yêu cầu anh em luôn, bao nhiêu cũng có, từ 10m trở lên đến 100m, mấy trăm mét cũng có, tùy theo anh em đặt hàng thôi. Đó. Thế là chất lượng lưới mình và cả giá cả anh em không phải suy nghĩ nha. Bao trả đổi hàng cho anh em nhé, bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Đó. Khi bưu điện gửi hàng về cho anh em kiểm tra hàng thấy không hài lòng, không đúng như quảng cáo, không đúng chất lượng lưới, anh em có thể trả lại hàng cho mình, không mất 1.000 tiền phí nào cả anh em nhé. Đó. Anh em thấy video mình hay cho mình xin một like, một chia sẻ và một